Việc Mỹ tham gia một hiệp định thương mại tự do kỹ thuật số khu vực có thể là bước đầu tiên để nước này trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Thương mại Australia đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ. Theo Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan, trong chuyến công du tới Mỹ gần đây, ông đã thảo luận với người đồng cấp Mỹ về một thỏa thuận thương mại khu vực kỹ thuật số, như một bước đầu tiên đưa Mỹ tái can dự về kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ông cũng cho biết đã thảo luận với singapore nhật bản cùng hàn quốc và các đối tác trong khu vực cũng rất quan tâm đến vấn đề này mặc dù tổng thống joe biden đã tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử năm ngoái là nước mỹ sẽ không tham gia cptpp nhưng trong những tuần gần đây đã xuất hiện một số thông tin về việc chính quyền của ông đang tìm cách tham gia hiệp định này